Xin chào tất cả các em, xin chào mừng các em quay trở lại với khóa lý thuyết và bài tập chuyên sâu tiếng Anh lớp 11 theo chương trình mới. Và trong bài ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng đi chữa phần đề thi học kỳ 1 số 1. Hãy cùng bắt đầu với phần đầu tiên. Từ câu hỏi số 1 cho đến câu hỏi số 3, hãy chọn ra xem từ nào mà có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại. Cô trò mình có nào? Các em cùng quan sát câu hỏi số 1 nhé. Mình có teenage, tức là phần được gạch chân phát âm là phần A. Heritage. Advantage. Encourage. Và như vậy, cô trò mình có đáp án A bởi vì phần được gạch chân phát âm là nguyên âm đôi A. Còn lại B, C và D thì phần được gạch chân là âm I. Tiếp theo, câu hỏi số 2, chúng ta có donate, certificate, integrate, grade. Như vậy, các em có thể thấy mình sẽ có đáp án B bởi vì phần được gạch chân là âm ở, còn lại A, C và D, phần được gạch chân là nguyên âm đôi A. Câu hỏi số 3, chúng ta có enthusiast, together, thousand, youth. Như vậy, các em có thể thấy ở trong ba âm A, C và D thì đó là âm đẩy hơi, âm vô thanh. Còn lại thì B nó là âm bật tiếng, giờ. Như vậy, cô cho mình có đáp án B. Câu hỏi số 4 và câu hỏi số 5, các em hãy chọn xem đâu là từ mà có phần gạch chân ở vị trí khác với những từ còn lại. Câu hỏi số 4 như sau. Ở câu hỏi số 4 thì vị trí đầu tiên, các em có thể quan sát ở đây nó sẽ tuân theo cái quy tắc cho danh từ đuôi y dài 1, 2, 3 từ cuối lên. Nên chúng ta sẽ có diversity. Tiếp theo, phần B sẽ là economy. Tiếp theo, phần C, activity. Và số 4 ở vị trí D mình có independence. Như vậy thì cô cho mình có D bởi vì trọng âm ở vị trí số 3, còn lại thì nó ở vị trí số 2. Câu hỏi số 5. Official. Impairment. Vị trí số 2, phải không nào? Community. Và delicate. Như vậy, các em có thể quan sát mình có đáp án D bởi vì trọng âm nhấn vào vị trí số 1. Còn lại A, B và C thì vị trí trọng âm ở số 2. Chúng ta hãy đi tiếp từ câu hỏi số 6 đến câu hỏi số 15. Các em hãy chọn ra đâu là câu trả lời mà phù hợp nhất để hoàn thành vào các chỗ trống. Câu hỏi số 6. One of the purposes of ASEAN is to promote regional peace and... Các em sẽ thấy là từ N ở đây nó sẽ nối danh từ peace với một cái danh từ nữa. Được chưa nào? Một trong những cái mục đích của Hiệp hội các nước Đông Nam Á là promote, là thúc đẩy hòa bình và cái gì đó trong khu vực. Thì chúng ta sẽ thấy là mình có conflict, là mâu thuẫn này. Stability, ổn định. Stabilization, cái việc làm cho ổn định. Và disturbance là hỗn loạn. Như vậy thì các em sẽ thấy là hòa bình và ổn định. Nên cô cho mình có đáp án B. Câu hỏi số 7.
It is a secret you let anyone know about it. Đây là kiến thức về động từ khuyết thiếu, đúng nhỉ? Động từ khuyết thiếu. Đó là một bí mật bạn không được phép nói. Thế thì không được phép chúng ta sẽ có mustn't, nên câu trả lời mình có mustn't. Thế còn needn't là không cần phải làm gì. Mightn't, không thể làm gì. May not, không thể làm gì. Là không cho phép làm gì, được chưa nhỉ? Đây là không được, đúng không? Câu số 8. He likes reading and he reads all kind of book. So he is. Anh ấy thích đọc sách và anh ấy đọc tất cả mọi loại sách. Vì vậy anh ấy rất là, mình có là informed, được thông báo. Well informed, rất là hiểu biết. Information, information danh từ thì sẽ không thể đứng sau động từ to be ở đây nha các em. Và informative, tức là có chứa nhiều thông tin. Khi mà mình miêu tả sự vật, sự việc, ví dụ một quyển sách, một cái đoạn văn chứa nhiều thông tin thì mình dùng tính từ này. Còn khi nói về một người mà biết nhiều thông tin, hiểu biết nhiều thì các em sẽ dùng từ well informed. Như vậy, câu trả lời mình có đáp án B. Câu hỏi số 9. I feel really excited because I with Vicky tomorrow. Lưu ý cho cô từ with ở đây. Và trong cái văn cảnh là tôi cảm thấy rất là hào hứng bởi vì ngày mai tôi sẽ đi với Vicky, đúng không? Thế mình sẽ có have got a date, là đi hẹn hò. Lend an ear, rất là lắng nghe. Break up, chia tay. Và I'm in a relationship, tức là tôi đang có một cái mối quan hệ, đúng không? Một cái mối quan hệ yêu đương, hẹn hò. Thế thì ngày mai cái hành động ở đây chính là đi hẹn hò. Nên cô cho mình có đáp án A. Câu hỏi số 10. She has the while was work pressure. Kem lưu ý cho cô, trong câu hỏi này có từ the để cho thấy rằng phía sau nó phải là một danh từ. Vì vậy chúng ta sẽ có ability ở phía sau. Và nhớ là những từ như là able hay là ability thì phía sau cũng cộng với to verb. Như vậy cô cho mình có đáp án C, ability to cope. Cô ấy có khả năng, đúng không? Giải quyết, cope with là giải quyết hoặc là đương đầu, đúng không? Ở đây là cope well with, là đối mặt với, là đối mặt với cái áp lực trong công việc. Đối mặt rất là tốt với những cái áp lực trong công việc. Câu hỏi số 11. Regional parasport events offer opportunities for friendship and cooperation among disabled people in Asian member states. Các em thấy này, ở đây nó liên quan tới cái friendship này nè, đúng không? Friendship này nè. Nên là mình sẽ kết hợp với cái việc là có từ friendship ở đây và trong cái văn cảnh là những cái sự kiện thể thao dành cho người khuyết tật ở trong khu vực thì đưa ra cơ hội để bạn bè, đúng không? Mối quan hệ bạn bè và cái sự hợp tác giữa những người khuyết tật ở trong những cái nước thành viên khu vực Đông Nam Á. Vậy thì từ friendships này, những cái sự kiện này để làm sao nhỉ? Để xây dựng, để hình thành cái tình bạn. Nên câu trả lời mình có động từ building, chứ không phải là trao đi như là giving này, hay là duy trì maintaining này, hay là thúc đẩy promoting. Ở đây là xây dựng trước thì mới thúc đẩy được, phải không nào? Câu số 12. The judge the evidence later this week. Các em có nhìn thấy từ this week không em? Từ this week cho thấy đây là một câu ở tương lai. Vậy thì ở tương lai, cô cho mình sẽ dùng B, tức là dấu hiệu của tương lai là nó phải có trợ từ will. Quan tòa sẽ nghe evidence, những cái bằng chứng vào cuối tuần này, đúng không? Sau, muộn hơn trong tuần này, cuối tuần này. Tiếp theo, câu số 13. So far, we anything unusual, but we very close attention. Ở trong câu này, các em hãy lưu ý cho cô từ so far. Từ so far là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Vậy thì cả hai câu này nó đều liên quan tới hiện tại hoàn thành. Vậy thì đâu nhỉ? Đâu là đáp án mà cả hai bên đều là hiện tại hoàn thành? Bởi vì nó có chung cái cụm từ so far này. Vì vậy, cô cho mình có đáp án B.
Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa chú ý, đúng không? Chúng tôi vẫn chưa thấy có điều gì bất thường, nhưng mà chúng tôi vẫn đang chú ý, chúng tôi vẫn đang lưu ý rất là kỹ, theo dõi rất là kỹ, được chưa nhỉ? Pay attention, tức là chú ý rất là kỹ. Câu số 14. Can I try your new camera? Đây là một lời xin phép. Tôi có thể thử cái máy máy ảnh mới của cậu không? Thử xem, đúng không? I'm sorry I can't. Let's go now. Xin lỗi tôi không thể, đi thôi. Sure, I'll love to. Chắc chắn rồi, tôi muốn là như vậy. Sure, but please be careful with this. Chắc chắn rồi, nhưng mà hãy cẩn thận nhé. I'm sorry, I'm home late. Xin lỗi, tôi về muộn. Như vậy thì khi mà một người xin phép mình thì mình có thể hợp lý nhất là gì? Sure, chắc chắn rồi, nhưng mà phải dùng cẩn thận đấy, đúng không? Câu số 15. What are you going to do this weekend? Hỏi về dự định này. Cuối tuần này cậu định làm gì? I don't like going out. Tớ không thích đi chơi. We intend to visit my grandparents. Chúng tôi định là đến thăm ông bà. Và I'm very tired. Tớ mệt lắm. It's a good idea. Hay đấy. Thế thì ở đây người ta hỏi về kế hoạch của em. Em phải trả lời kế hoạch của em. Như vậy thì mình có đáp án B là đáp án hợp lý nhất. Bây giờ cô cho mình sẽ chuyển sang câu 16 đến câu 20. Các em hãy chọn ra xem là cái phần mà mình để trống này nó cần từ loại nào, và mình sẽ phải chuyển đổi từ cho sẵn theo cái dạng đúng để hoàn thành câu. Câu số 16 này. The school provides early for children with learning. Ở đây các em thấy này, từ early và từ learning nó đều là từ bổ nghĩa cho một cái danh từ ở phía sau, bởi vì nó đóng vai trò như một tính từ, phải không nào? Và mình có intervene và difficult đều sẽ phải chuyển sang danh từ. Từ intervene, intervene, các em còn nhớ không? Danh từ của nó sẽ là đuôi gì nhỉ? Đuôi sen, đúng không nhỉ? Và mình sẽ có intervention. Thế còn difficult, danh từ difficulty, đúng rồi. Như vậy cô cho mình có intervention và difficulties. Và lưu ý thì ở đây difficulty là danh từ đếm được và không có mạ từ ở đây, chứng tỏ là nó phải là số nhiều, được chưa nào? Trường học đã cung cấp những cái can thiệp sớm đối với bọn trẻ, đối với học sinh mà có những vấn đề khó khăn trong việc học tập nha, thì sẽ có những cái can thiệp sớm. Tiếp theo, câu số 17. Students with impairment at Nguyễn Đình Chiểu School for Blind Children use kits. Các em sẽ thấy này, ở đây vị trí đầu tiên mình có impairment. Đuôi mình các em có nhớ không? Nó là đuôi của danh từ. Vậy trước danh từ thì phải là một tính từ. Như vậy thì vị trí đầu tiên mình cần một tính từ, phải không nào? Vị trí số 2, kids, là danh từ. Vậy phía trước các em cũng sẽ dùng một tính từ. Như vậy hai vị trí tính từ. Từ vision các em còn nhớ không? Khi mà nói tới những cái khuyết tật về mắt, về thị giác thì mình sẽ có tính từ của nó liên quan tới thị giác là gì em? Visual, đúng không nhỉ? Và thứ hai đó là từ education, tính từ của nó đuôi gì em? Educational. Như vậy cô cho mình có visual và educational, được chưa nào? Học sinh mà bị khiếm thị tại trường trường học khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu thì sẽ sử dụng sao? Sử dụng những cái bộ hỗ trợ giáo dục, đúng không? Những cái kits, kits là những cái bộ dụng cụ học tập, ví dụ như bảng chữ nổi chẳng hạn, đúng không? Tiếp theo nào, câu số 18. Those children have many problems and they really need our help. Các em thấy này, từ children ở đây là danh từ. Vậy thì phía trước nó sẽ cần một tính từ. Bây giờ, những đứa trẻ thì gặp rất là nhiều vấn đề và thực sự là cần sự giúp đỡ của chúng ta. Vậy thì những đứa trẻ làm sao đây em? Có ưu thế, có lợi, đúng không? Thế thì advantage ở đây là đang có ưu thế, có lợi. Vậy mình phải chuyển nó sang là sao nhỉ? Gặp những khó khăn, gặp những bất lợi, những đứa trẻ khuyết tật.
Vậy thì mình cần tính từ nhưng lại trái nghĩa với cái tính từ hình thành từ ngữ advantage này, đó là disadvantaged. Được chưa nào? Như vậy câu trả lời mình có disadvantaged. Tiếp theo, câu số 19. There are more and more youngsters who are in doing volunteer work. Hãy khoanh tròn cho cô từ are ở đây. Động từ to be là dấu hiệu cho thấy các em sẽ dùng một tính từ ở phía sau. Và tính từ này nói tới cái mối quan tâm, cái sự quan tâm đúng không? À, cái cảm giác của youngster. Vậy thì mình sẽ có tính từ đuôi ed. Đấy, tức là những người mà rất là quan tâm. Cụ thể thì mình lại có cấu trúc là be interested in, đúng nhỉ? Interested in là quan tâm, thích làm việc gì. Như vậy, câu trả lời mình có interested. Có ngày càng nhiều những người trẻ tuổi quan tâm tới làm công tác tình nguyện. Tiếp theo, câu hỏi số 20. The rate has doubled in the past 5 years, placing a heavy burden on the national budget. Các em xem này, ở đây mình có một cái cụm danh từ làm chủ ngữ. Cái tỷ lệ đã gấp đôi trong 5 năm qua và đặt một cái burden là gánh, đúng không? Một cái gánh nặng lên ngân sách quốc gia. Thế thì ở đây employ nó là thuê mướn. Bây giờ mình không thể nói là tỷ lệ có việc làm lại trở thành gánh nặng được, mà phải là tỷ lệ thất nghiệp. Và ở đây nó chỉ gọi tên cái tỷ lệ đấy thôi, nên là chúng ta sẽ có cái sự kết hợp danh từ. Và từ employ ở đây nó phải chuyển thành là cái sự thất nghiệp, hay chính là unemployment, cái tỷ lệ thất nghiệp, đúng không? Tỷ lệ thất nghiệp. Tiếp theo chúng ta chuyển sang nhóm câu hỏi từ 21 cho đến câu hỏi số 25. À, bây giờ chúng ta sẽ có những từ, đúng không? Những từ mà cho ở trong ô. Và nhiệm vụ các em là chúng ta sẽ phải sử dụng những từ này để điền vào các câu ở phía bên dưới. Và lưu ý là có thể có một số từ mình không cần phải sử dụng. Bây giờ cô cho mình cùng sẽ đi qua xem là các em còn nhớ những từ này hay không nhé. Movement. Gì đấy? Danh từ. Movement. Phong trào hoặc là sự di chuyển. Events. Danh từ số nhiều. Sự kiện. Talents. Danh từ số nhiều. Tài năng. Development. Danh từ đuôi ment. Sự phát triển. Region. Đuôi ẩn ở cuối. Danh từ. Khu vực. Impact. Danh từ số nhiều. Những tác động. Plans. Danh từ. Những kế hoạch. Và opportunities. Opportunities. Những cơ hội. Được chưa nào? Bây giờ cô cho mình sẽ xem xét từng câu một nhé, để xem là mình cần từ nào để cho nó hợp nghĩa nhất. Đây, chúng ta sẽ có tổng thể trong một cái đoạn văn nói về cái kỳ thế vận hội dành cho người khuyết tật, đúng không? Và mình sẽ có từ câu 21 đến câu 25. Thì các em có thể quan sát là tất cả những cái câu này thì nó đều gì đấy em? Nó đều cần danh từ, vì mình có một loạt các danh từ, đúng không? Bây giờ mình sẽ xem xét nhé. Câu 21 trước này, 21, 22 trước này. Following the successful organization of the Asian Para Games are now being discussed for the Asian Para Sport Federation to introduce a competitive multi-sport games for young para athletics in the theo sau cái việc tổ chức thành công thế vận hội các nước Đông Nam Á bây giờ đang được thảo luận cho cái kỳ thế vận hội thể thao dành cho người khuyết tật, đúng không? Hiệp hội thể thao dành cho người khuyết tật, để giới thiệu những cái môn, những cái games, những cái
cái games là nhỉ? Những cái trò chơi hay là những cái môn thể thao đúng không? Những cái sự kiện mà nhiều môn thể thao dành cho các vận động viên khuyết tật trẻ tuổi ở trong gì đó, đúng chưa nhỉ? Vậy thì cái đầu tiên là gì? Đang được thảo luận. Cái gì đang được thảo luận ở đây các em? Cái gì mà sắp xảy ra và có dự kiến xảy ra thì mình sẽ gọi là kế hoạch. Tức là vị trí đầu tiên các em có thể sử dụng từ plans, những cái kế hoạch đang được thảo luận. Và những vận động viên ở đâu em? Ở trong khu vực này nên mình sẽ có danh từ region. Như vậy, câu đầu tiên mình có plan cho câu 21 và từ region cho câu 22. Tiếp theo câu số 23. The games to be called the Asian Young Para Games would provide for young para talents from 13 to 19 years old to shine in an international competitive sporting environment. Cái thế vận hội này còn được gọi là thế vận hội dành cho người khuyết tật trẻ tuổi khu vực Đông Nam Á thì sẽ cung cấp cho những tài năng khuyết tật trẻ tuổi. Thế thì cung cấp cái gì em? Cung cấp gì nhỉ? Đưa ra cơ hội vào nào? Như vậy thì cô cho mình có từ opportunities cho câu 23 này. Cung cấp những cái cơ hội cho những tài năng khuyết tật trẻ tuổi mà từ 13 đến 19 tuổi để tỏa sáng, shine, nó là tỏa sáng ở trong những cái môi trường thể thao đầy tính cạnh tranh quốc tế. Câu số 24 nào. Since it started in 2001 in Kuala Lumpur, the Asian Para Games has certainly helped to discover many who has now done well internationally. Kể từ khi khởi động vào năm 2001 tại Kuala Lumpur thì cái thế vận hội dành cho người khuyết tật khu vực Đông Nam Á này chắc chắn là đã giúp tìm ra rất là nhiều những người mà bây giờ đang thể hiện rất tốt trên trường quốc tế. Thế thì ở đây là những người rất là tài năng. Như vậy thì cô cho mình có từ talents, là những người rất là tài năng. Và câu cuối cùng, the next few years would see the organization of various major, namely the 2017 Asian Para Games in Kuala Lumpur and the 2019 Asian Para Games in Brunei. Vài năm tới thì sẽ chứng kiến, đúng không? Sẽ thấy được cái sự tổ chức có rất là nhiều cái gì đó lớn. Đấy, mà được mang tên là Thế vận hội dành cho người khuyết tật châu Á năm 2017 tại Kuala Lumpur và Thế vận hội 2019 tại Brunei. Thế các em sẽ thấy là ở đây là những cái sự kiện phải không nào? Nên cô cho mình có từ events cho câu hỏi cuối cùng. Cô cho mình đi tiếp từ câu hỏi 26 đến 30. Cô cho mình sẽ đọc một đoạn văn rất là dài nói về Angkor, Angkor Thom, Angkor Wat. Và mình sẽ cùng trả lời các câu hỏi liên quan. Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 26. Angkor Wat. Angkor là another name of Angkor Thom, một cái tên khác của Angkor Thom. Built by artists and architects from Hindu world. Được xây dựng bởi những nghệ sĩ và những kiến trúc sư từ cái thế giới Hindu. The name of birth and early civilization and its capital là tên của cả cái nền văn minh sớm và thủ đô. Decorated with pictures of Cambodian kings và được trang trí với những bức tranh của các nhà vua Campuchia. Vậy thì các em sẽ cùng tìm lại ở trong đoạn văn nó sẽ có chứa một cái thông tin như sau. Angkor was an early civilization that flourished in northwestern Cambodia from the early 800s to 1400s. The most famous capital of this civilization was also called Angkor. Angkor là nền văn minh sớm mà rất là hưng thịnh ở phía tây bắc của Campuchia. Từ sớm đầu những năm 800 đến những năm 1400. Và thủ đô nổi tiếng nhất của cái nền văn minh này được có tên gọi là Angkor. Như vậy thì Angkor vừa là tên của nền văn minh sớm, early civilization, và vừa là tên của thủ đô, the capital. Như vậy cô cho mình có đáp án C. Câu hỏi số 27. Angkor Thom
was built before the city of Angkor. Angkor Thom được xây trước thành phố Angkor. Was a city inside the capital of Angkor. Là một thành phố bên trong thủ đô Angkor. Was included in Angkor Wat. À, bao gồm trong cái Angkor Wat. May have been larger than any European at that time. Có thể là lớn hơn bất kỳ một cái thành phố nào của châu Âu thời đó. Vậy các em có thể tìm được một cái thông tin mà tìm được, giúp các em tìm ra câu trả lời đúng. Đó là the city included Angkor Thom, which was actually a city within the city of Angkor. Thành phố bao gồm có Angkor Thom mà thực ra chính là thành phố ở trong lòng thành phố Angkor. Như vậy, cô cho mình có đáp án B. Câu hỏi số 28. Angkor Wat was a temple which served many purposes. Là một ngôi đền mà phục vụ rất là nhiều mục đích. Is the mythological home of Hindu gods. Là một ngôi nhà rất là bí hiểm, là thần thoại, đúng không? Của các gods, các vị thần Hindu. Became the tombs of many Cambodia kings. Trở thành lăng mộ của rất nhiều vị vua Campuchia. Is still used as an astronomical observatory. Ngày nay vẫn được sử dụng là một cái đài quan sát thiên văn. Ở trong đoạn văn, các em có một thông tin như sau. Angkor Wat was constructed in the 1100 to honor the Hindu god Vishnu. It was also used as an astronomical observatory. Angkor Wat later became the tomb of the Cambodia king who had ordered its construction. Angkor Wat được xây dựng vào năm 1100 để honor vinh danh đúng không? Vị thần Hindu Vishnu, hoặc là tôn thờ vị thần thì đúng hơn. Và nó cũng được sử dụng là một cái đài quan sát thiên văn, và Angkor Wat sau đó thì lại trở thành lăng mộ cho các vị vua Campuchia mà đã ra lệnh xây dựng. Như vậy các em thấy có rất là nhiều mục đích chứ không chỉ có B, C và D, phải không nào? Như vậy tổng hợp nhất thì cô cho mình có đáp án A cho câu hỏi này. Câu số 29. The Bayan, nhắc tới The Bayan, was a city in the Angkor, là một thành phố trong Angkor. Was a place where the reigning kings live, là nơi mà các vị vua trị vì đang sống ở đó. Was constructed to honor the Hindu god Vishnu, được xây dựng để tôn thờ vị vua Hindu Vishnu. Is a temple standing in Angkor Thom, là một ngôi đền đứng ở standing có ở Angkor Thom. Vậy thì các em dựa vào cái nguồn thông tin như sau. Another temple, the Bayan, stands at the center of Angkor Thom. Một cái ngôi đền khác tên là Bayan thì đứng ở trung tâm của Angkor Thom. Như vậy thì cô chồng mình có đáp án D, được chưa nào? Đó chính là đứng ở trong trung tâm hay là đứng ở trong cái khu vực đó. Và câu số 30. According to the passage, the statement which is true is that. Theo như đoạn văn thì cái câu đúng đó là the civilization of Angkor began to decline in the late 1100s. Nền văn minh Angkor bắt đầu suy giảm vào cuối năm 1100. Most of Angkor was discovered by the forest during was covered by the forest during the Thai invasion. Hầu hết cái khu vực Angkor thì được bao phủ bởi khu rừng, bị rừng bao phủ trong cái cuộc xâm chiếm của người Thái. Invasions from Thailand was one of the causes of Angkor decline. Cái việc xâm chiếm của Thái Lan là một trong những cái nguyên nhân cho việc suy tàn của Angkor. Many temples in Angkor was rebuilt by French and Cambodia archaeologists. Rất là nhiều ngôi đền của Angkor thì được xây dựng lại bởi người Pháp và những cái nhà khảo cổ học người Pháp và người Campuchia. Vậy thì trong cái câu hỏi này các em sẽ dựa vào thông tin này. Invasion from neighboring Thailand, epidemics of malaria and dispute within the royal Cambodia family may have caused its decline.
cái việc xâm chiếm từ nước láng giềng Thái Lan, những cái dịch bệnh sốt rét và việc tranh chấp trong nội gia đình hoàng gia Campuchia thì đã gây ra cái việc suy tàn này. Như vậy thì các em sẽ thấy nguyên nhân suy tàn ở đây chính là có cái cuộc xâm chiếm từ nước láng giềng Thái Lan. Như vậy cô cho mình có đáp án C. Và bây giờ thì cô cho mình sẽ có thời gian để cùng xem lại bài này. Mình sẽ dịch sơ qua để hiểu rõ hơn. Angkor là một nền văn minh sớm mà rất là hưng thịnh ở cái vùng Tây Bắc của Campuchia từ đầu những năm 800 cho đến năm 1400. Thủ đô nổi tiếng nhất trong cái nền văn minh này cũng có tên gọi là Angkor. Những vị vua Campuchia thì xây dựng vài thành phố giữa năm 820 và năm 1100. Và thành phố Angkor là cái thành phố mà lộng lẫy nhất. Và cái thành phố này có thể đã chứa 1 triệu người, lớn hơn bất kỳ một thành phố nào của châu Âu thời điểm đó. Và thành phố này cũng bao gồm có Angkor Thom, mà thực ra là một thành phố trong lòng thành phố Angkor. Thành phố Angkor thì cũng có chứa rất là nhiều những ngôi đền và các cung điện. Thành phố và những ngôi đền thì được xếp hạng là một trong những cái kỳ quan về kiến trúc và nghệ thuật của thế giới. Những cái cảnh mà được khắc ở những cái cảnh được khắc về cuộc sống của người Campuchia, về đạo Hindu, về đạo Phật, về những cái bí ẩn của đạo Hindu, thần thoại đúng không? Những cái câu chuyện thần thoại của đạo Hindu và đạo Phật thì trang trí cho những cái bức tường của ngôi đền này. Một trong những ngôi đền chính là Angkor Wat, thì có lẽ là cái di tích kiến trúc mà đẹp nhất tại Campuchia. Và nó có dạng là hình kim tự tháp mà nó mô phỏng cái ngôi nhà rất là thần bí của những vị thần Hindu. Angkor Wat được xây dựng vào năm 1100 để tôn thờ vị thần Hindu tên là Vishnu. Nó cũng được sử dụng là một cái đài quan sát thiên văn, và Angkor Wat sau đó thì trở thành lăng mộ của vị vua Campuchia, người mà đã ra lệnh để xây dựng. Cái ngôi đền khác đó là ngôi đền Bayon thì đứng ở trung tâm của Angkor Thom và được dành riêng cho đạo Phật và vua trị vì. Nền văn minh Angkor đã đạt được tới thời đỉnh điểm vào năm 1100 và sau đó thì suy tàn. Những cái cuộc xâm chiếm từ nước láng giềng Thái Lan, dịch bệnh sốt rét và những cái tranh chấp trong nội gia đình hoàng gia Campuchia thì có thể đã gây ra cái việc suy tàn này. Lực lượng của Thái thì đã capture là thống trị, tóm được đúng không? Capture ở đây là thống trị thành phố Angkor vào năm 1431, nhưng sau đó thì sớm đã bỏ hoang, abandon, đã bỏ hoang. Và cái việc lan rộng của rừng dần dần đã bao phủ gần như là toàn bộ thành phố. Và từ năm 1860 đến giữa những năm 1900 thì những nhà khảo cổ học người Pháp và người Campuchia đã phục hồi và xây dựng lại rất là nhiều cái ngôi đền ở nơi này. Được chưa nào? Cô cho mình cùng chuyển sang câu hỏi 31 đến câu hỏi số 35. Các em hãy đọc đoạn văn sau và hãy chọn xem là đâu là lựa chọn đúng cho các câu trả lời. Chúng ta có một cái đoạn văn nói về việc đi làm tình nguyện ở nước Mỹ. Và chúng ta có các câu hỏi, 5 câu hỏi đi kèm với 4 lựa chọn. Bây giờ cô cho mình sẽ xem xét từng vị trí một. Trước tiên là vị trí số 31. In the United States, volunteering is as a good way to give children a sense of community responsibility and to bring the family together. Ở đây các em lưu ý này, nó có is ở phía trước và as ở phía sau. Đúng không? Thế thì ở đây is ở phía trước thì nó chắc chắn là câu bị động đi kèm với verb phân từ 2 rồi. Nhưng có từ as ở phía sau này thì mình sẽ chọn được từ viewed as, tức là được xem như là. Đấy. Thế còn respect là tôn trọng này, inspect là thanh tra này, còn show là thể hiện, còn view as là được xem như. Ở nước Mỹ, việc làm tình nguyện được xem như là một cách tốt để tạo cho bọn trẻ cái trách nhiệm về cộng đồng và mang gia đình lại với nhau, gắn kết gia đình lại với nhau. Câu số 32. Volunteerism is across the United States today.
tức là đang rất là phát triển, đúng không nhỉ? Đang rất là phát triển. Nên mình sẽ có growing, phát triển, traveling là đi du lịch, and extending là lan rộng thì nó phải đi vào giới từ to, và forming là hình thành. Như vậy cô cho mình có growing là rất là phát triển trên khắp nước Mỹ ngày nay. Because people are trying to put more emphasis on family togetherness. Bởi vì là mọi người đang cố để nhấn mạnh vào việc là tụ họp gia đình. And they are looking ways, ở đây có nghĩa là tìm kiếm những cách, phải không nào? Thế các em nhớ không, khi mà tìm kiếm cái gì mình có look for, như vậy cô trò mình có đáp án C, đúng không? Tìm kiếm những cách để giúp cho những người trẻ tuổi có cái cảm giác hy vọng và cảm giác satisfaction, thỏa mãn. Câu số 34. It is that volunteering helps children discover their talents, develop their skills and learn about and problem solving. Ở đây các em thấy này, cái chủ ngữ giả it và that cộng mệnh đề thì các em có liên tưởng tới cấu trúc gì không? À, chính là cấu trúc bị động dùng chủ ngữ giả it cho những động từ là người ta tin rằng, người ta nói rằng, người ta đồn rằng, phải không nào? Như vậy thì cô trò mình có cái động từ mà trong cái nhóm như vậy mình có động từ believed, người ta tin rằng, chứ không phải là regard, là xem, concern, là lo ngại, hay là accept, là chấp nhận. Người ta tin rằng cái việc làm tình nguyện thì giúp cho bọn trẻ tìm ra được tài năng của chúng, phát triển được kỹ năng và học về cái gì đó và cái việc giải quyết vấn đề. Thế bây giờ là operation là khởi động này, cooperation doanh nghiệp này, correspondence là sự tương ứng này, và cooperation là sự cộng tác. Thế bọn trẻ nó sẽ học được gì ấy? À, nó học được sự cộng tác với nhau và giải quyết vấn đề. Như vậy, cô trò mình có đáp án D. Chúng ta chuyển tiếp đến nhóm câu hỏi cuối cùng, câu hỏi từ 36 cho đến 40. Đó là phần viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi và bắt đầu bằng từ cho sẵn. Câu hỏi số 36 như sau. Parents can help build a child's independence by encouraging good habits. It's very important. Các bậc phụ huynh có thể giúp xây dựng được cái sự tự lập của đứa trẻ bằng việc khích lệ những thói quen tốt. Điều đó rất là quan trọng. Và bây giờ chúng ta sẽ viết thành it is very important. Và sau đấy thì các em còn nhớ không? Sau cái cấu trúc mà it cộng với tính từ như vậy, mình sẽ cộng với to verb. Như vậy chúng ta sẽ có it is very important for parents, đề cập tới người này. It is important for parents to help build a child's independence by encouraging good habits. Điều quan trọng cho các bậc cha mẹ khích lệ bọn trẻ con, đúng không? Giúp xây dựng cái việc tự lập của bọn trẻ con bằng cách khích lệ những thói quen tốt. Ok. Câu số 37 nào. They lost road to each other 5 years ago. Các em thấy này, động từ road ở đây là động từ chỉ ở quá khứ đơn, bởi vì mình có từ ago. Nhưng bây giờ viết lại thành they haven't. Đây là dấu hiệu cho thấy cô trò mình sẽ phải viết câu này ở thì hiện tại hoàn thành. Và ở đây mình sẽ phải chuyển road thành phân từ 2, written. Và 5 years ago không được để ago nữa mà phải chuyển thành đi với một khoảng thời gian nào. 4-5 years. Như vậy câu cuối cùng cô cho mình thu được sẽ là they haven't written to each other for 5 years. Họ đã không viết cho nhau, đúng không? Viết thư cho nhau 5 năm trời rồi. Câu hỏi số 38. He started to learn English when he was in grade 6. Các em thấy này, từ when ở đây cho thấy nó là một thời điểm mà sẽ chia ở quá khứ đơn. Tức là when nó sẽ chia ở quá khứ đơn, nên động từ started ở đây là quá khứ đơn. Còn câu viết lại câu, mình có he has. He has ở đây là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Có nghĩa là các em sẽ phải cho phân từ 2 vào đây. Và từ when thì không để nữa, mà sẽ thay bằng một từ mà cũng cộng được với một mốc thời gian. Đó là since. Như vậy cô cho mình sẽ có anh ấy học tiếng Anh kể từ khi. He has learned English since he was in grade 6, kể từ khi anh ấy học lớp 6. Câu số 39.
I haven't visited the museum for 3 months. Tôi chưa từng đến viện bảo tàng trong vòng 3 tháng rồi. Đấy. Các em sẽ thấy có từ for ở đây nên mình sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Thế còn từ lost ở đây thì cho thấy rằng câu ở phía dưới lại là dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Nên mình sẽ có I lost, động từ visited sẽ để ở quá khứ đơn thôi. Đấy. Và mình sẽ có for three months sẽ chuyển thành dấu hiệu cho quá khứ đơn, đó là 3 months ago. Ok, như vậy cô cho mình sẽ thu được I last visited the museum 3 months ago. Ok. Và câu số 40, Tom is ill. He became ill 3 days ago. Tom bị ốm và cậu ấy ốm 3 ngày rồi. Và bây giờ vẫn bị ốm, có nghĩa là ốm được 3 ngày rồi. Đúng không nhỉ? Như vậy cô cho mình có thể viết lại bằng một câu mà nói tới cái việc ốm nó vẫn còn liên quan đến hiện tại. Thế thì mình sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Tom has been ill for 3 days. Tom bị ốm 3 ngày rồi. Để thể hiện rằng anh ấy ốm cách đây 3 ngày và bây giờ thì anh ấy vẫn chưa khỏi ốm. Được chưa nào? Và như vậy cô cho mình đã cùng chữa toàn bộ phần đề thi học kỳ 1 số 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em.